Vâng, đây em Tùng Nguyễn xin chào tất cả các bác. Hôm nay thứ hai đầu tuần, Tùng Nguyễn sẽ lên lúc này là 11 giờ. Tùng Nguyễn sẽ lên cho anh em rất nhiều sản phẩm để cho anh em cùng chọn nhé. Hôm nay em chỉ giới thiệu mẫu cho anh em thôi. Anh em có nhu cầu đến dòng nào hãy liên hệ trực tiếp cho bên em để đặt cái cấu hình của nó. Anh em có nhu cầu mà nhập số lượng lớn để bán hoặc là để giao cho khách hãy liên hệ trực em. Nhà em là đại lý loa rời. Anh em có nhu cầu nhập số lượng giá rất yêu thương. Và nọ thì nhà em có rất là nhiều nọ, mức giá thì có rất là nhiều mức giá và chất lượng sẽ khác nhau. Thì anh em cùng xem ở đây một con đẩy 4 kênh, mã là NA1204, 1200W một kênh, một quả súp hơi 40 chạy gân béo gân cao su từ 190 con 76 600W là đánh được con này. Những dòng đẩy 4 kênh 3 kênh yếu đánh con này tiếng cực kỳ hay, súp hơi gân béo nhá. Bát 25 Maxim từ 107 côn 63 này. Tép kèn leo bi 450 BNC này. Bát 30 BM từ 156 côn 65 này. Tép JBL từ 102 côn 4 nắp nhựa này. Tép JBL nắp nhôm này, từ 102 côn 4 nắp nhựa, nắp nhôm nó chỉ khác về hình thức một chút thôi. Nhôm này. Đấy. Phân tần BN2 này. Bát 30 BM từ 107 côn 76 năm model là 300H này. Bát 30 BM từ 109 côn 76 năm model là 400H này, hàng chính hãng nhé. Bát 30 giờ xếp từ 109 côn 76 mang xếp đi gân vải kìa. Bao gân kìa. Tép kèn thì tép kèn giờ xếp từ 107 côn 75 dây dẹp này. Tép kèn DE 900M thanh ní này. Bát 40 neo từ trắng liền khối mang sơn dầu bóng gân 2 gân này. Dòng này là công suất lớn và loại xịn. Bát 40 Martin từ 109 côn 76. Một chiếc bát súp 50 để bán cho khách để làm súp hơi. Sau đây thì em Tùng Nguyễn Alo sẽ đi vào giới thiệu chi tiết nhé. Đây là con đẩy 4 kênh NA1204, 1200W một kênh, chạy 4 kênh. Chuyên đánh các dòng súp côn 110, côn 100, rồi các dòng array. Đấy, hai tay array mình kéo vào đây 30 vào đây thì nó quá đẹp luôn. Đấy. Cục đẩy này, cục đẩy 4 kênh, chạy máy NA rất hay. NA1204. Còn đây là quả súp hơi 40. Thùng nó sơn sơn loại ván ép nha, anh em lưu ý không phải là gỗ giấy đâu ạ, loại ván ép nhé. Bát 30 B3 à bát 40 B3 từ 109 con 76. Siêu hình chữ Y màng sân. Từ 109 côn 76. Con này lắp được cả điện và cả hơi. Anh em có mạch khỏe thì đánh súp điện, còn hôm nay em lắp súp hơi cho khách. Nhưng em lại lắp cái loại gân của nó là gân béo như này. Gân béo này sẽ có tác dụng gì? Gân của nó rất là cứng luôn và là gân béo. Nó ánh rất là lực và tiếng bát rất là mềm và màng của nó không chỉ đỏ. Dựng cho một bác khách ở trong tỉnh Khánh Hòa. Quả súp hơi 40. Dùng các dòng đẩy 600W, 700W, 800W nhé. Đấy. Đây thì tiếp tục em xin giới thiệu cho anh em tiếp là đôi bát 25 Martin từ 107 côn 63 gân vải, nắp loa nằm, nắp loa full, tiếng ca sáng. Nhà em loại thì rất là nhiều loại, anh em tha hồ mà chọn luôn. Nhà em là đại lý số 1 miền Bắc luôn. Nếu mà để nói loại nó, nếu mà nhiều loại loa thì nhà em là số 1 của Việt Nam mình luôn. Các bác cứ đến tất cả các cửa hàng trên Việt Nam mình, nhà em là nhiều loa nhất, nhiều loại nhất, nhiều mẫu nhất để phục vụ anh em. Bát 30 BM từ 156 côn 65, model 12AZ-2. Con này xương sắt gân vải, nắp cho loa nằm, nắp cho loa full giá rẻ. Chạy về tép neo, côn 44 BNC, côn dây dẹt thì rất là tuyệt vời. Các cái dòng tép neo này sẽ đánh với các dòng bát từ 107, từ 109 kia. Đấy. Loại này là BNC côn dây dẹt. Còn đây thì là tép JBL cốc nhựa từ 102 côn 14. Dự giá siêu rẻ nhé. Anh em đại lý nhập giá siêu rẻ luôn. Giá như tự mình đi nhập ở Trung Quốc luôn. Tép từ 102 côn 14. Loại nắp nhôm. Nhưng mà anh em đại lý lưu ý cho em là nhập là phải nhập số lượng chứ không phải nhập một đôi là đại lý đâu. Tép phân tần BL2 chạy một bóng công trì hai chiều nhôm. Bát 30 BM từ 170 côn 75.
12BM300H 170076 này. Đấy, con này càng rất sáng luôn. Bát 30BM từ 190076 mà sơn dầu. Nói chung là hai con giống nhau nhưng nó khác màu đen. Vì con từ 190 nó 400H, con từ 17 là 300H. Bát 30 giờ set từ 190076 hàng xếp ni, gương vải tẩm dầu. Bát 30 giờ set nhá. Con này hoành tiếng bát rất tốt thôi. Bát 50 giờ set bán lẻ một cái từ 220 đến 100. Con này màng sơn dầu và gân vải tẩm dầu 3 gân. Anh em lắp loa kéo, lắp loa súp thì đánh rất là ok luôn. Còn con này là bát 40 mắc pin giá rẻ từ 190076. Đấy, bát 40 mắc pin này giá rẻ lắm. Anh em có thể liên hệ trực tiếp. Nhà em rất nhiều loại loa. Việt Nam mình quy tụ nhà em đến 70% loa nhà em rồi. Bát 40 neo từ trắng nghìn khối, bích thép 7 màu, loại từ 131 con 76, từ khổ. Và tép neo 900m. Anh em xem video đừng quên tặng nào chia sẻ nhé. Tép neo 900m, đây loại này em đang thanh lý. Đây là phân tần 006 nhé, chạy 2 chảy nhôm. Còn đây là tép dừa xét từ 170 con 75. Đấy, hôm nay em giới thiệu thì loại thì rất là nhiều loại. Anh em đến cửa hàng em, thứ nhất là các bác có sự lựa chọn với giá thành khác nhau. Và hôm nay cửa hàng Tùng Nguyễn Audio xin chào, hẹn anh em trong clip mới nhất các bác nha.